nó phải, nó phải. Mèo trái. Tí tí đi gà ta tí. Úi giời ơi, ổ gà cẩn thận. Ôi ôi, ngã một cái trời xương có một thì chết. Cà ra ô. À ơi, xuống. Kê. Karaoke. À tiền tiền. Ăn tiền này. Bao nhiêu tiền? Dạ dạ em xin sếp 10.000. Giá 11.000 cho thêm 500. Mà mày có đi karaoke tay với tao không? Dạ dạ. Biến karaoke. Biến khẩn trương. Karaoke. Nhà có chó không? Dạ nhà em chỉ nuôi chó Tây với chó Cảnh thôi ạ. Úi giời ơi, chó ta mà nó cắn là tiêm 21 mũi vào rốn. À chết, quên, có 7 phát thì loại mới. Còn chó Tây mà nó mà đập là 42 phát là khốn nạn đấy. Bác ơi, chó nhà em nó hiền lắm đó ạ. Úi giời ơi, đến chị Thanh Thanh hiền, em còn sợ nữa là chó hiền. Hiền mà nó nổi cục nên là khốn nạn đấy nhá. Bác yên tâm, để em nhốt chó vào. Thì nhốt vào thì vâng. thì vào nhá. Vâng, mời bác vào trong này ạ. Ừ, nhốt cẩn thận đi, vào nhốt đây này. Nhốt chó vào. Ừ, bắt đầu vào đây này. Vào gần đến nơi thì thế này. Vào đây ạ, bác vào đây. Ừ, vào gần đến nơi thế này. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, vào đúng rồi. Ôi trời ơi. Chó. Bác yên tâm, bác đừng sợ, em nhốt chó rồi mà, nó có cắn nữa đâu. Rồi bác cứ buông em ra nào. Ôi đi, chó nó không cắn à? Vâng. Chó ơi, mày cắn đầu tao tí nữa. Tao có ôm thế này mày cắn đến sáng mai cũng được nhá. Ui, bác ôm em chẳng quá bác ơi. Bác ơi. Ui, ui trời, dù thế nào gãy cả xương đấy. Em xin lỗi bác nhưng mà vì bác ôm em chặt quá. Ô thì từ nãy đến giờ em ôm bác à? Vâng, thì bác không ôm em thì bác còn ôm ai nữa? Em thì tưởng em ôm hai cái cột mỡ. Gió nhỉ bác. Thế mời bác ngồi vào đây ạ. Úi giời, em quá. Nghe bảo ở đây là nhiều máy xịn đồ ngoại có phải không? Vâng, bác có biết không? Máy thì em máy toàn máy xịn thôi bác ạ. Thế đầu à? Thì đầu Nhật Compact Technic, loa zin beo, âm thanh vang lên sang sảng. Khiếp nhỉ. Người nào giọng khô cũng trở thành sáng. Hát nghênh ngang quần quán cũng đúng nhạc, đúng phần. Những người củ lần cũng trở thành thông minh đột xuất. Khiếp mày, máy khiếp. Máy nhà em mới làm cho con người ngây ngất. Giọng con như đất cũng trở thành cục vàng biết không ạ? Úi giời ơi, thế thì em sướng quá. Chứ em đi mấy cái máy trước đấy là xịt lắm. Vâng. Nào. Máy dởm làm gì nó chả xịt à bác? Nào. Cho mấy em tiếp viên xịn vào đây. Ngon lành tí nhá. Ôi, hát cùng bác ơi bác. Bác ơi, em vừa mới cho các em nó nghỉ hết rồi bác ạ. Nghỉ sạch rồi? Vâng ạ. Không có xuân nào. Ôi giời, tôi chết rồi, bây giờ làm sao nhỉ? Nghỉ hết rồi. Thôi bây giờ bác cứ ngồi đây. Xong rồi đi hát như này thì đi ra cổng gặp ngõ. Thôi, thế. Mời bác cứ ngồi đây xong rồi là em bật máy lên cho bác hát nhá. Thôi thì tôi đi thử máy xem vâng, nào. Vâng, bật rồi ạ. Căng máy lên nhá. Đây ạ. Gió nói gì ngần ngơ ngoài hiên, mưa nói gì thì thầm ngoài hiên, đêm nay tôi ngồi một mình nhớ em. Thì không có nhạc à? Thì hát thế này thì chân tay anh múa máy thế ai múa máy thế ôi, nào hát đây chả có múa máy gì cả. Ôi bác ơi, bác ơi, hay là bây giờ thế này vị bác nhá. Thế nào bác xem em thế nào rồi là bác có được không thì là em xin hát với bác có được không ạ? Thì em bị được hát cùng với bà chủ à? Thì méo mó là có hơn không vậy? Thì đi đi thử vỗ theo nhiệt cứ đi xem được duyệt nhá. Nào lượn ngang nào, lượn dọc, lượn tròn, 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 l
Nhầm nhá. Nhầm thứ nhất là nhầm không báo bác cho cháu nhá. Vâng, anh em. Dạ, anh em ạ. Nhầm thứ hai nhá. Vâng. Là càng tuổi già càng phải cần được an ủi. Cả cuộc đời mình có biết cho con cái hết cả rồi. Giống vợ cả chồng rồi. Có người đầy đủ hết cả rồi. Đâu có đêm rồi. Bây giờ đến lúc mình già là cần phải được hưởng thụ. Vâng, vâng. Bác nói phải ạ. Bác nói phải, em nghe bác. Mà thống kê hết cả rồi nhá. 70% là già karaoke nhá. Còn 30% là cái bọn thanh niên nó mới lại nhẹt 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 nhẹt, hiểu chưa? À thế ạ. Ừ. Vâng, vâng, vâng. Thế thì em không biết thì em khất lỗi bác ạ. À bác ơi, không biết thì phải biết đi nhá. Vâng, vâng, em khất lỗi. Rồi, bác ơi, thế em hỏi bác thế này nhá. Thế nhà bác có máy không ạ? Nhiều máy đủ các loại, máy nhớn, máy bé, máy mẹ, máy con có hết. Ô, thế sao bác không ở nhà hát ạ? Hát với ai? Hát với bà cháu ấy. Bà cháu già rồi. Mà hôm nọ đấy cũng đưa cho đi hát karaoke đấy, về cũng phụng phịu rồi đưa ra vào thì bà chơi một bài như này, bài hát thế này thế nào ạ? Nhìn đấy. Vâng. Chùa Hương nhá. Dạ thế ạ. Phong pha phem với phùa phương pha phùa phuần phò phối phương phùng phải phải à phem phấn phò phối phương phùa phùa phải vui phùa phùa rồi răng bắn ra mà tí nữa bố mẹ mặt tivi. Bác ơi, lại cho đi tắm biển Sầm Sơn. Ui, lại còn đi đồ tắm biển sơn Sầm Sơn mà sóng đánh thế nào tụt cả răng. Đeo răng giả tụt cả răng. Ở nhà mấy gái già là chóng chết lắm. Khổ lắm. Bác ơi, thế bác cho em biết quý danh của bác ạ. Bùi Sinh Huân. Bùi Sinh Huân ấy ạ. Nghe na ná như là Bùi Xuân Hinh ấy nhỉ. Ná cái ná nào. Ná mới chả nà đó. Ôi bác quá to. Cái thằng Xuân Hinh nhá, nó thấy cái tên của anh đẹp ấy là nó đặt ngái gì đấy. Còn anh đây mới là thằng thật, còn nó là thằng dởm, khổ lắm. À thế ạ. À nó là thằng dởm ạ. Ôi thế mà em thấy nó lại trông lại giống giống anh ấy. Ôi dạ. Vâng, giống lắm ấy ạ. Như là đúc từ một khuôn ý. Nên chú đồng với em ý. Nó là cái thằng con dai ấy. Ừ, thế à? Nó không giống anh thì nó giống cái thằng hàng xóm à. Ôi giời ơi, thằng nào từ nãy giờ. Nào, thì tao hát xem nào nhá. Chứ bật máy từ nãy rồi, nóng máy rồi, cẩn thận cháy máy đấy. Nào, vâng. Vâng, à, để này. Dạ. Trước khi hát tao xem phần thi thố thế nào này. Có thêm phần long trọng nhé. Thi thố chứ. Vâng, thi. Thế bây giờ nếu như anh được thì thế nào ạ? Anh hôn em cái. Thế, nếu mà anh thua ạ? Anh thua thì cho em hôn anh 9 cái. Ui ơi. Có được không? Trời ơi, sao mà anh khôn thế? Cái thời buổi nam nữ bình đẳng. Ai hôn ai chỉ là cái hôn. Ôi giời ấy. Nào, ta bắt đầu chứ. Vâng. Thì tiền chủ khách cho em hát trước nhá. Em hát trước ấy ạ? Em hát bài gì nào? Vâng. Thế để em hát trước vậy. Ừ. Em sẽ hát một bài mà giới trẻ đang yêu thích. Bài hát được mang tên. Giọt sương trên mí mắt. Nhạc lên máu này. Đâu có biết lúc mặt trời sinh ra, mặt trời là nước mắt suốt một đời mẹ cha. Khi em đã lớn nụ hồng ở trong tim, còn thương trên mí mắt là mặt trời dịu êm. Có những lúc em ngồi một mình, ôi trời ơi, sao em không có, ôi trời đất ơi. Hồi gần chết. Cái sao này lắm, sao lắm lòng thế? Đến cái bà hàng cháu canh rất lòng mà cũng không nhiều lòng với phòi như em nhé. Em đang hát nó bị làm sao ở cổ của bác ạ? Gần chết đứt màng nhĩ. Bây giờ bác hát bài gì? À, anh hát bài gì để em bật đĩa cho anh hát nhá. Ừ, thế đến anh nhá. Thế đĩa của em có chiều anh được bài hát mang tên Hình Bóng Quê Nhà không? Ôi giời ơi, anh còn phải hỏi cái điều đấy nữa. Nào, em bật đĩa để anh chơi Hình Bóng Quê Nhà. À, Hình Bóng Quê Nhà là bắt đầu. Về tới đầu làng con chim sáo nhỏ ngót vang trần lòng. Qua nhịp cầu tre, qua mấy con đê thắm đường tỉnh quê. Bao năm qua cách chờ đường xa xuôi ngược muôn ba. Ôi kỷ niệm xưa mái tranh nghèo tỏa khói năm chiều. Tỏa khói
con lạy bà để mình con hát mình vẫn. Ôi kỷ niệm xưa mái chân nghèo tỏa khói lam chiều, còn nhớ nụ cười câu ca mắt rơi chưa trang lòng người. Ôi đẹp làm sao đêm tan trăng sao tiếng nhịp chạy mau. Quê hương ơi tâm mãi đời tôi uống ngọt như đôi môi. Thương quá là thương tuổi thơ nào ngọt đắng vui buồn. Thương quá là thương tuổi thơ nào ngọt đắng vui. Sao thế hát về quê hương em nhớ mẹ nhớ hồi chân châu cắt cỏ đi hát karaoke còn nhớ mẹ thế nào. Chấm điểm để xem điểm thế nào nào. Ôi dồi anh ơi, em với anh bằng điểm nhau anh ạ. Hòa vâng chứ không hôn nhát nào. Hòa sao hôn được anh. Thôi giờ chuyển sang phần là phôn cờ lo đây. Phôn cờ lo là cái gì hả anh? Ngủ, mặt ngủ thế. Phôn cờ lo là văn hóa dân gian. Văn hóa dân gian. Thi các miền dân ca hiểu chưa? Dân ca. Dân ca khó lắm anh ạ. Khó phải hát. Mẹ phải phấn đấu nhá. Vâng. Anh chỉ cho mát miền nào em hát miền đấy. Vâng. Em chỉ anh miền nào là anh chơi miền đấy nhá. Dạ vâng ạ. Chuyển bây giờ sang. Ai hát trước ạ? Thì em hát trước. Em hát trước ạ? Ừ chỉ em hát trước. Nghệ hát cái tính. Gì trước? Nghệ tĩnh. Vâng. Nghệ tĩnh ạ. Ai, người miền Trung nghèo cơm nghèo gạo. Bây giờ giàu thế nghèo ấy. Nhưng giàu tình giàu nghĩa lắm ai ơi. Gặp người nhân nghĩa em xin chào trời hay quá rồi ngàn lời yêu thương. Quan họ à? Ai về là về quan họ, họ cầu linh cẩn thận là thần không có vỡ tim mất về vợ con nhà cửa đề huềm. Chữ mê là mê hàng xóm kẻo bạn chê chứ dễ người cười. Tin là tên là hừ là hư bài tròi. Thời trang quân tử ăn chơi đâu? Chơi rồi cũng phải biết nơi mà về. Bỏ chợ ở chọn thôn quê. Ôi. Con thơ những đời con đê đầu làng. Tây Nguyên. Nghị trí nghỉ lâu nữa. Chóa con nghỉ, nói kỹ nói rõ lắm con nghỉ. Các cồm côm tùm lum. Giá vào đêm còn ngày đi chơi. Các tôi nói về tất cả ơi. Nào quanh con rồi xuống hồ bơi. Chúng người bơi chung cho người bán rồi à. Sắm. Phần em, phần gái đứng trên bờ. Ký quạc là vừa. Lội xuống lên nở cùng ai. Ký quạc là vừa. Phần gái em đứng trên bờ. Ký quạc là vừa. Lội xuống lên nở cùng ai. Ký quạc là vừa. Em ơi, sao để một mình ăn bơ vơ lang thang giữa dòng nước mát. Giữa sóng vân mong mãn với khát khát yêu, khát thương, khát giường, khát trận, khao khát vì thương có một người em gái xuống đây để sẻ bờ cùng. Dòng mơ nước trong sân đôi ta sẽ vẫy vùng. Anh với em ấy tung tăng như hai con cá. Ôi bác ơi. Con cá. Anh bác. Con cá. Con cá. Cá mú gì ở đây? Thế mà mú chắc là trà ru. Em xin lỗi nhưng mà tại vì là anh cứ cá mú ở đây. Thì chấm điểm đi. Nào xem điểm. Rồi, anh ơi, em được 8, anh được có 7 thế anh ạ. Ôi trời, thế à? Vâng thế ạ. Hôn đi.
rồi hôn vào cái bờ môi này đấy. Không, em không hôn anh đâu. Chứ lại không hôn. Em không hôn anh. Thua bây giờ cũng đều hôn thôi mà. Em cho anh nợ. Nợ cho nó còn gọi là vay mới trả nữa, còn thi số cái gì nữa. Của em cho anh nợ rồi tí chúng ta thanh toán. Nợ thật á? Vâng. Chứ sao? Tôi nợ thì chốc vào tối lấy cái to hơn nhá. Nợ thì nợ. Ừ, thôi bây giờ ta chuyển sang chủ đề máu. Đâu sờ cao? Sao lại sờ cao? Sờ cao có nghĩa là disco. Chủ đề máu, có biết chủ đề máu bây giờ là gì không? Anh có biết bây giờ giới trẻ nó đang hâm mộ cái gì không hả anh? Cái gì chủ đề máu? Bóng đá. Bóng đá. 21, 22 ông mặc một đội tranh nhau quả bóng. Đúng rồi. Chủ đề đấy anh xin hát trước. Anh hát trước, đúng rồi, trước. Bắt đầu, anh hát. Hòm hát cho bùi xương, cùng nhau hát hòm hát cho nhau vui, cùng nhau đá vào đá cho dùng lưới, cùng nhau đá vào đá cho tôm cồn. Go go go, à lê à lê à lê, go go go, à lê à lê à lê. Em từ nay ta tập đá, vào sân sa la 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 sa la la, ta xem họ chơi ô ngô ngô sa la 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 sa la la, ta xem họ đua tài sa la 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 sa la la, xem mày giỏi hơn ai sa la 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 sa la 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 la, đây nhanh nào. Thích bóng đá ta luôn đi xem, ta luôn đi xem những đường bàn lật leo. Lúc bóng sút ta luôn xem vang, ta luôn hô vang như lúc ôm em trong lòng ôm. Chơi đánh cá chơi nhau hơn thua, chơi nhau đi mua đánh cuộc nhau đã lao. Đã hết sức thì Pep Guardiola sẽ chiến thắng huy chương vàng. Sa la la, sa la, rồi mệt quá. Rồi anh hát thế nào mà vẫn kém em 2/10 điểm anh ạ? Này, cái máy của em nó nịnh điểm hay sao? Cái máy mình móc gì mà nịnh? Nịnh toàn... là nịnh thế nào anh? Buồn cười thật ấy. Máy xịn mà lại nịnh là nịnh thế nào? Thôi xịn hay là được cái chua thì anh đã giao kèo rồi, cũng hôn. Em mới hôn đây. Không, em không hôn anh đâu. Hôn. Em thắng, em không hôn anh. Hát mệt là mới có hôn không thì bảo là. Em không hôn anh đấy. Hôn không? Không. Làm sao không hôn? Hả? Này, đừng có động vào em là không xong rồi đấy nhá. Đừng có tưởng đây là quán karaoke mà dở trò sàm sỡ nhá. Karaoke nó có nhiều loại. Đây loại là gì? Karaoke đứng đắn lịch sự nhá. Hát bằng mồm chứ không phải hát bằng tay đâu. Cứ phải vào hát là ra là kêu ầm lên là mỏi tay quá rồi đấy. Cho anh mỏi tay tí. Không được. Anh đang cần karaoke đạt giải bàn tay vàng. Cho anh mỏi tay. Không tí. Được. Em nói anh... không được là không được. Có cho hôn không? Không được. Anh định làm gì đấy? Hay chuẩn bị dụng cụ để chiến đấu. Chiến đấu với ai? Chiến đấu với em. À, chiến đấu với em. Chiến đấu với em. Chiến đấu với em này. Ôi trời, lột đầu à? Chiến đấu với em này. Chiến đấu sạch cả râu tóc rồi. Rồi ơi, Xuân Hinh ở cây đa nhà bò. Ôi trời. Em dám giả râu tóc để vào trong quán karaoke hát lại còn đòi mỏi tay nhá. Ôi em ơi, sao em lại biết anh? Anh nhìn kỹ em đi, xem ai đây. Ai? Em ở phố Hàng Lươn tìm đường mất hút. biết rồi. Anh nhìn lại đi, nhìn kỹ đi. Kỹ cho ai nhỉ? Em là Cam, con bà Quýt đây. Ôi trời ơi, Quýt nào, Quýt ơi là Quýt ơi. Thế còn cái Quýt đâu rồi em? Ôi trời ơi. Ôi, anh làm gì đấy? Ôi trời ơi, có người nhìn thấy gái người nó cứ lung tung thế nào ấy. Khổ thế đấy chứ. Thế em hỏi anh, thế chị nhà anh đâu mà anh lại đầu râu tóc giả để anh vào đây anh lại làm cái trò vớ vẩn này, nhăng cuội này hả? Ôi trời ơi,
Nhưng cô hỏi đi bệnh viện. Con đi gì giúp lúc khổ cái chân răng. Thế chị đâu? Thế chị đối xử với anh thế nào? Chị gần mặt đâu rồi. Trời ơi. Đây 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 này. Đối xử thế nào? Đối xử thế nào? Cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày. Ôi, chị đối xử với anh tốt như thế còn gì nữa? Thế mà anh lại còn trốn chị để anh đi làm cái trò nhăng cuội này để về bắt chị. Ôi trời ơi, em ơi. Em thương anh, em mà về mất vợ anh thì anh tan cửa nát nhà. Anh sa đà xuống dốc, anh lốc nhốc đứa con gia đình anh hát bài ca tan tác. Anh chắc tắt một tâm hồn, anh tủi hờn trong đau khổ cuộc đời sẽ phỉ nhổ vào cái thân anh. Thế bây giờ nhá, vâng. Anh phải hứa với em là không bao giờ được đi hát karaoke đòi mỏi tay nữa. Thế em sẽ không mách với chị, được chưa nào? Anh hứa đi. Anh xin hứa với em là anh có đi hát karaoke thì có mỏi tay thì mỏi tay ở nhà, còn không mỏi tay ở hàng xóm bằng xiếc đi nữa. Xin phép em, anh phắn. Ê, từ từ đã. Phắn đi đâu? Cái gì đấy? Anh em nói đã. Trước khi anh về, anh phải hát một bài thật là trong sáng nhá. Để anh tặng em. Em nói cho anh nghe như thế này này. Người ta sáng tạo ra karaoke là để làm vui cho con người. Anh biết rồi. Anh đừng tưởng karaoke là bậy bạ. Các anh lại cứ lợi dụng karaoke để làm những điều nhăng cuội. Nhá, bây giờ anh nghe em, anh hát một bài thật trong sáng nhá. Anh hát bài gì nào? Anh định vui vẻ hát văn nghệ tí thôi, nhưng mà anh hát thì em đừng có về nói chuyện đi chuyện lại buôn chuyện với vợ con anh là khổ. Nó lại nhổ vào mặt anh nhá. Rồi. Thôi được rồi, anh rồi. Xin hát một bài hát thật trong sáng mang tên Sống bên em trọn đời. Sẽ mãi thủy chung với vợ con trọn đời. Không đi lang thang, không đi linh tinh, không đi bụi đời. Ở nhà đàn ca cùng vợ cùng con, đừng lang thang. Từ nay tôi xin là ông chồng mẫu mực. Anh nhớ rồi đấy nhá. Từ nay tôi xin là người cha trung thực, không bao giờ lang tràng, không bao giờ lang nhang. Sẽ mãi nấu cơm ăn với vợ con trọn đời. Không đi lang thang, không đi linh tinh, không đi linh tinh, không ăn bún riêu ở ngoài đường. Anh hứa rồi đấy. Ở nhà thủi cơm cùng vợ cùng con. Cùng ăn cơm kể cả với rau muống luộc ơi.